Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong hầm tô bê tông hầm tật tầm mê rửa bữa bọn làn tầm bồn ca bảo vệ bọn nạp nệ tưa kể bọn làn tu nửa tu nầm nở tầm nở can rừng tầm châu nở can hành ẩn nẹ bữa trong nằm bữa bần chuyện phàm mụt mật oanh bồn ca bảo vệ leo trong lọt là chè sơn lệnh được ức tợ bồn sắc nô nào ô plong bữa bọn làn kre chè ắt là bồn leo trong lọt ẩn nẹ còn rỉ mò quan là trong lẹm rươm rươi tuyến được bờ chỉ lôi đa chuông ép 1 km. Mô hôm trong hành biệt tầm dàn mình hai nhục bôn tầm khai vai. Trong ai các ai tưa là trọng mò, chị huyệt ngăn, tầm thu tợ gần keo, bọn làn thu vài tầm tiền mộ. À bà ư tưa bình tiệc bánh trang ư trong tổ đạ bê tông, rị bọn làn rằm rõ hận ngăn. Kê nào chim hàm tiệc răng, hôm sai chi u tuyến tiền luyệt ức năm, u lê thị loãn, khu buôn ca bảo vệ. Mô cả kịch đưa họ ớt năm hành vật tạc xì kê khám xăm. Rất bùn hoài prác ế bọn rồi hẹn ở kẻ prác. Kê prác sàn hành mất rong ở con tình xâm ốt. Kê ớt tợ ưu xài ưu vài bẹ cà phê hôm lịch. Chỉ rị tạch tu đệ nẻ mêr. Oanh nào rì chìa chốc vừa nặng ưu loãn chè sơn ẩn mảnh prác. Mảnh cà phê lây mô sọc prác con. Đã khay mẹ tu rồi hẹn ở kẻ prác. Vào đây những lúc khó khăn thì là ốm ta đau ta ơn đất chiêng nào để chiêng chìa chọc ngăn kia tợ chỉ cắt chỉ buộc tuyệt nặc chai sơn sông cao tầm quyền ẩn mảnh prắc cà phê lay nặc chai sơn để chiêng quay ngăn đạp bọn làn rạn riêng đau, phải dùng đến tiền nhiều thì hay mượn cá nhân hạt lao chất nam cầm tầm nàn đất nằm trên trường pri đất chiêng thôn bọn hè xã được trò ngàn tươi ủy ban bọn làn gọt tạc nông, cặp là xã tôn tươi nào can đức chiêng thôn bọn hè nằm bờ chân bè. Tạ bạc cờ bừng gòn hành trung ương, gần can xã lè bôn rục khung đạm bọn làn tầm châu, tật chân bè mèn bạc, kê nước bư thôn bọn hè. Đã tuần qua kê ức bọn làn bụng nông dị bụng nửa rì chiêng, tôn e bè chân ngôn rồi hăng, tôn tươi nào can cờ lờ là tạ nàng trôi bừa làm tọc can chính trị, tầm nẹ kê bụng nửa leo trong lờ tầm bèn chè sơn ư. Hiện nay trên địa bàn buôn ca số 2, các tuyến đường cơ bản đáp ứng được cái à, nhu tầm cầu ca đi lại và vận chuyển tầm tộc trong lại cái năm nơi để hôm tầm nào xịt hẳn dân đặt tiền trầm đưa bừa bọn làn nào ăn ứng coi tật nào ảnh kê tâm trong can nay nhập chấp nào can bừa nửa việc buộc tầm quyền bị thư trị bộ hứa văn sơn che ắt là phụ nữ leo trong lò tầm nào bừa miệt trên việc đầu kê leo trong lò ân bọn làn tành cờ xây dựng các mô hình sản xuất giỏi để làm gương làm mẫu cho nhân dân. Cán bộ pleo tâm âm từ can ắt pleo đằng nành nào can leo trong lò vừa che hứa văn sơn là tuổi mà hèn tết tạ tuổi bon lan trôi cân lan tâm nào can chiêng tuổi cán bộ cười nở giờ mà bon lan che được bon nạp từ tia tâm âm nào can kê top tên chôm bon lan đừng chiêng quỳ nẹp buồn cà bảo bia rong quang bảo oe.